181. Tỷ 81 cửa. Tương với phần 2 bài 28 quyển 2. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại từ hài lòng, vừa ý. Mãn ý. Mãn. Mãn. Ý. Ý. Mãn ý. Mãn ý. Không vừa ý. Bù mãn ý. Bù mãn ý. Anh có gì không vừa ý không? Nǐ yǒu shěmè bù mãn ý ma? Nǐ yǒu shěmè bù mãn ý ma? Không vừa ý thì nói ra. Bù mãn ý jiǔ shuō chū lái. Bù mãn ý jiǔ shuō chū lái. Không vừa ý lắm. Bù tài mãn ý. Bù tài mãn ý. Đã xem 3 căn, chỉ căn hộ. Kàn lè sàn tào. Kàn lè sàn tào. Đều không vừa ý lắm. Đâu bù tài mãn ý. Đâu bù tài mãn ý. Bây giờ là từ xung quanh, chu vi. Châu vấy. Châu. Châu. Vấy. Vấy. Châu vấy. Châu vấy. Xung quanh rất yên tĩnh. Châu vấy hẳn an tĩnh. Châu vấy hẳn an tĩnh. Môi trường, hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Hoàn. Hoàn. Cảnh. Cảnh. Hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Môi trường học tập. 学习环境. 学习环境. Môi trường xung quanh. 周围环境. 周围环境. Môi trường xung quanh cực kỳ tốt. 周围环境非常好. 周围环境非常好. Bây giờ là từ loạn. 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 Nói bừa, nguyên văn là loạn nói. Loạn xua. Loạn xua. Đừng có nói bừa. Bía loạn xua. Bía loạn xua. Quá loạn. Thải loạn. Thải loạn. Môi trường xung quanh quá loạn. Châu vế hoàn cảnh thải loạn. Châu vế hoàn cảnh thải loạn. Có cái hoàn cảnh xung quanh quá loạn. Yǒu de zhòu wěi huān jìng tài luǎn. Yǒu de zhòu wěi huān jìng tài luǎn. Hãy nhắc lại, đã xem 3 căn. Kàn lè sàn tào. Kàn lè sàn tào. Đều không vừa ý lắm. Đâu bù tài mãn ý. Đâu bù tài mãn ý.
có cái quá nhỏ. Yếu đỡ thải xảo. Có cái môi trường xung quanh quá loạn. Yếu đỡ trâu về khoán chỉnh thải loạn. Yếu đỡ trâu về khoán chỉnh thải loạn. Bây giờ là từ dẫn. Tải. Tải. Từ này đã học trong cách nói đem cơm trưa. Tải ủ phản. Tôi dẫn anh đi. Hồ tải nì chủy. Hồ tải nì chủy. Tôi dẫn anh đi vậy. Để tôi dẫn anh đi đi. Nguyên văn là tôi dẫn anh đi đi. Hồ tải nì chủy bà. Hồ tải nì chủy bà. Ai dẫn bạn đến? Sế tải nì lái. Sế tải nì lái. Tôi dẫn anh đi xem. Hồ tải nín chủy khản. Hồ tải nín chủy khản. Lại dẫn anh đi xem thêm. Ở đây dùng từ dài để chỉ tiếp tục lại làm cái gì đó thêm. Zài dài nín chủy khản. Zài dài nín chủy khản. Để tôi lại dẫn anh đi xem thêm mấy căn vậy. Nguyên văn là tôi lại dẫn anh đi xem thêm mấy căn đi. 我再带您去看几套吧. Tôi sẽ đưa anh đi xem vài bộ. Hãy nhắc lại từ đầu. Đã xem 3 căn. Khan là 3 thảo. Khan là 3 thảo. Đều không vừa ý lắm. Đâu bù thải mái ý. Đâu bù thải mái ý. Có cái quá nhỏ. Yếu đỡ thải xảo. Có cái hoàn cảnh xung quanh quá loạn. Yếu đỡ trâu về khoán chỉnh thải loạn. Yếu đỡ trâu về khoán chỉnh thải loạn. Để tôi lại dẫn anh đi xem thêm mấy căn nữa vậy. 我再带您去看几套吧. 我再带您去看几套吧. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rút tiền. 取钱. Cửa hàng. 商店. Lái xe đi cũng được, chỉ xe máy, xe đạp. 骑车去也行. Đi máy bay hay là tàu hỏa? 坐飞机还是火车? Lại thử thêm một chút. 再试试. Tắm. 洗澡. Cứ đi thẳng về phía đông. 一直往东走. Người lái xe taxi. 出租车司机. Khó chịu, không thoải mái. 不舒服. Bằng lòng đi không, đồng ý đi không? 愿意去吗? Lưu loát trôi chảy. Liếu lỉ. Loại vận động gì? 什么运动?
Điện thoại kêu rồi. Điện thoại xiang le. Tỷ số mấy mấy? Chỉ bí chỉ. Alo. Uế. Bụng đau kinh khủng. Tụ zi thắng de li hai. Lại kiểm tra cho anh một chút sau. Zài gei ni kiểm tra kiểm tra. Tiêm cho anh một mũi. Gei ni dai yi zhen. Cho nên buồn. Suo yi nán guo. Lần trước. Shang zi. Không vừa ý lắm. Bú thải mái ý. Lại dẫn anh đi xem thêm. Giải tải nín truy khẳng. Môi trường xung quanh quá loạn. Châu với hoàn chỉnh thải loạn.